Rửa rồi là đường đường. Cây. Nó vẫn là trồng cây cho nó che cái nắng đằng tây này mà. Cây. Chặt được khối bóng mấy cái dừa rồi. Mà hắn nhổ nên có nhổ nhen. Mà cứ màn được này, lạ này. Bữa mình mới nghỉ đang ngồi đấy. Tại dân không nói. Nói cái chi ta không thầm nói với trơ trẻ ăn con nó nói bằng cái chi. Cái bữa mình nghỉ ngồi đó nghỉ. Nói cái cây này mà cái tán đơ nhỉ. Dù con nào. Rồi. Đừng nghĩ một thằng bốn láo tạt thì nửa tán đi cày mà lại cày tán đi. Họ đời chịu thằng dương chặt. Chó thằng chặt. Cái kể đó nói nha. Đổ cái sân văn hóa cái cây xanh thì không nên để đâu. Cây lấy đi. Vậy đường mua có hai cái bồn hoa này nè. Bấn ở đây trọng. Để cái sân đẹp cực. Để sẵn bắn tồn cả cái sân văn hóa thôi. Bán làm chi? Bán được khỏi phải thuê phòng mà. Đìn. Bày. Tiền ngủ dân nó là vơ vơ bẩn bẩn. Sớm nay lại thích hoàng cá. Hơi mà đi bán. Phải cá rồi. Bán rồi cái rồi thỉnh thoảng có ăn uống phổ thức ra. Tính chứ. Chi? Cái bơ? Cái không thổi nào? Rồi. Sừng cái lợi răng như này. Lợn đào.